Lúc đấy anh Grab kia anh chạy khách thì chờ anh một tí. Xong là em đứng chờ anh một lúc, xong là đi lại đi nửa đường thì em bảo anh em đưa tiền rồi mà cái đời đấy không biết gì. Anh cho em xin mấy nữa, một hai nữa anh qua lại thì gửi anh vừa anh làm. Xong rồi. Đăng.